Trước khi mở bán tại Việt Nam, Honda Hàn Quốc mới đây đã thông báo sẽ giới thiệu mẫu Honda CR-V Turbo 2023 mới. Honda CR-V Turbo mới sẽ được tinh chỉnh trong cả ngoại thất phù hợp với thành phố và ngoài trời, cũng như nhiều nâng cấp về trang bị và tính năng bên trong khoang nội thất. Honda CR-V Turbo sẽ bắt được mở bán vào ngày 20 tháng 4 tới với mức giá khởi điểm từ 740 triệu. Honda CR-V Turbo được bán trên Honda Online Platform vừa được Honda Hàn Quốc giới thiệu. Honda CZ V Turbo 2023 mới đã hoàn thiện khung xe mang đến sự an toàn và thoải mái hơn cho người dùng. So với thế hệ trước, chiều dài tổng thể của Honda CZ V Turbo tăng thêm 75mm và chiều dài cơ sở tăng thêm 40mm. Hàng ghế thứ hai hỗ trợ chức năng ngả 8 bước. Dung tích cốc cơ bản là 1113 lít và 2166 lít khi gặp hàng ghế thứ hai. Ngoài ra, những tính năng công nghệ nổi bật còn bao gồm màn hình hiển thị kính chắn gió mới hệ thống âm thanh cao cấp Bose 12 loa, cụm công cụ kỹ thuật số TFT 10.2 in và hệ thống thông tin, giải trí màn hình cảm ứng 9 in tích hợp Apple CarPlay và Android Auto không dây. Honda CZ V Turbo mới sử dụng động cơ tăng áp VTEC 1.5 lít với hộp số CVT để tạo ra công suất tối đa 190 mã lực và mô men xoắn cực đại 245 Nm. Động cơ tăng áp VTEC 1.5 lít được đánh giá cao nhờ công nghệ xả và tăng áp hiệu quả và nhạy bén. Đi cùng với đó, tiếng ồn trên hộp số CVT cũng được giảm đáng kể. Ngoài ra, Honda CRV Turbo còn được bổ sung thêm gói an toàn Honda Sensing với các tính năng hiện đại như camera góc rộng mở rộng đến 90 độ và radar mở rộng phạm vi nhận dạng lên 120 độ, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường, chức năng hỗ trợ kẹt xe và kiểm soát phanh tốc độ thấp cũng đã được bổ sung trên CRV Turbo. Tổng cộng xe có 10 túi khí được cung cấp, bao gồm túi khí phía sau và phía trước đầu gối. Honda Connect, dịch vụ quản lý xe từ xa cũng được áp dụng cho CR-V Turbo mới. Với Honda Connect, người dùng có thể điều khiển phương tiện từ xa, quản lý trạng thái và thông báo khẩn cấp chỉ với một ứng dụng. Nó được liên kết với một trung tâm cuộc gọi khẩn cấp 24 giờ, cho phép liên lạc và phản hồi khách hàng suôn sẻ. Theo thông tin từ các đại lý, Honda CRV 2023 thế hệ mới sẽ chính thức lắp ráp tại Việt Nam và sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Dự kiến, mẫu SUV này tiếp tục sử dụng động cơ xăng 1.5 tăng áp và hộp số CVT. Tuy nhiên, phiên bản Hybrid được trang bị động cơ E, HEV có thể sẽ có mặt tại Việt Nam ngay cuối năm nay, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường về xe điện. Trên đây là một số thông tin cơ bản về Honda CRV 2023 thế hệ mới. Hãy theo dõi Power Steam để cập nhật các thông tin mới nhất nhé!